ngày 3 tháng 11, kính thánh Martino Porres. Thánh Martino Porres sinh tại thành Lima, nước Peru, vào năm 1579. Thần phụ ngài là một hiệp sĩ người Tây Ban Nha, thần mẫu ngài gốc người Panama, là một nô lệ được phóng thích. Thoạt tiên, thân phụ Martino đã bỏ mặc ngài, thân mẫu cùng người em gái mà chẳng cung cấp gì. Do vậy, họ đã phải sống cuộc đời rất nghèo khổ. Rồi Martino lớn lên, trở thành người rất đạo hạnh và tốt lành. Khi 12 tuổi, thánh nhân được gửi tới học nghề kinh doanh với một thợ hớt tóc. Martino cũng học biết cách chữa nhiều thứ bệnh. Sau cùng, thân phụ Martino cũng quyết định chu cấp cho con trai mình ăn học. Tuy nhiên, Martino lại muốn chân mình phụng sự Thiên Chúa trong dòng Đa Minh. Thầy Martino Porres chẳng bao lâu đã chứng tỏ là một tu sĩ tuyệt vời. Không ai tốt lành hơn và không ai thánh thiện hơn hay vâng phục hơn thầy Martino. Thánh Martino Porres phục vụ các anh em đồng tu với nghề hớt tóc và y tế. Thánh nhân cũng lãnh trách nhiệm phân phát thức ăn cho những người nghèo khổ đến xin của bố thí trước cổng nhà dòng Đa Minh. Martino thiết lập một trại mồ côi và một bệnh viện, và thánh nhân đã săn sóc những người đau yếu trong thành phố Lima. Chẳng mấy chốc, Martino Porres trở nên nổi tiếng về lòng quảng đại đối với những người nghèo khổ và đau bệnh. Người ta ngưỡng mộ ngài vì đời sống thánh thiện. Mọi người trong thành Lima đều tìm đến với thầy Martino mỗi khi đau yếu. Martino Porres yêu mến tất cả mọi người như những anh chị em trong Chúa Kitô. Người ta đã tặng những số tiền lớn cho vị tu sĩ đáng yêu và tốt lành này để ngài làm những công việc từ thiện. Họ nhận thấy Martino Porres tổ chức những công việc bác ái thật tốt đẹp. Thậm chí cả đến những con vật cũng được vị thánh có tấm lòng vàng này quan tâm săn sóc. Martino Porres có lần xin lỗi một đàn chuột tới kiếm thức ăn. Thật tội nghiệp, những chú chuột bé bỏng nghèo hèn này không đủ ăn. Trong căn nhà của cô em gái mình, thánh Martino Porres đã giữ một chỗ dành cho những chú chó và những chú mèo lang thang. Dù được nổi danh ở thành Lima, thánh Martino Porres vẫn luôn luôn sống rất khiêm tốn. Thực sự, thánh nhân tự gọi mình bằng danh xưng thầy chổi cuồng. Martino Porres về trời ngày 3 tháng 11 năm 1639. Khi Martino Porres mất, các giám mục và các quý tộc trong thành Lima đã tới đưa xác vị thánh đáng yêu về nơi an nghỉ cuối cùng. Họ muốn tôn vinh vị tu sĩ khiêm tốn và thánh thiện này. Năm 1962, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã tôn phong Martino Porres lên bậc hiện thánh. Cha trên trời của chúng ta không phân biệt hay ưu tiên những người da trắng hoặc da màu, mà người thấu tỏ tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy nài xin thánh Martino Porres ban cho chúng ta lòng yêu mến tha nhân của ngài. Thánh nhân sẽ giúp chúng ta nhận thấy hết thảy mọi người thuộc mọi sắc tộc, mọi quốc gia và mọi tôn giáo đều là con cái Thiên Chúa. Mm-hmm.